À, A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, con xin được phép tiếp tục. Như vậy thì Ngài Tu Bồ Đề đã hỏi làm sao mà các vị nào đó phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì khi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nó sẽ có những cái mâu thuẫn nội tại do nghiệp lực nó chi phối. Đó là mình thì muốn xả thân ra để mà độ chúng sanh. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ đó. Chúng hữu tình giác ngộ và đi giác ngộ những chúng hữu tình khác. Mà khi giác ngộ chúng hữu tình khác á, thì người ta cũng là phàm phu. Mình á, thì cũng là phàm phu. Giờ hai phàm phu đụng nhau thì phàm phu mẹ, phàm phu con nó to lên thêm nữa. Do đó nó sẽ sinh phiền não. Thì làm cách nào mà mình có thể hằng phục những phiền não đó? Làm cách nào mình có thể vẫn tiếp tục cái sự nghiệp Bồ Tát để thành Phật mà vẫn an trụ được trong cái Phật tánh của mình? Đó là cái ý nghĩa rất là thiết thực. Cái câu hỏi á, thì mình thấy nó không có liên quan đến cuộc đời mình đó. Nhưng mà quý thầy, quý cô, quý Phật tử thử tham gia cái phần đi cái từ thiện xã hội, phát quà cứu trợ thử một lần là biết à. Cái đó là hạnh của Bồ Tát á, nha. Đem của bố thí á. Có những người đeo vàng đầy mình hết đến lấy cái món quà cứu trợ của mình. Có những người á, là cái danh sách á, thì lên thì có, nhưng mà một người lấy giùm hai ba người. Có những người á, là danh sách toàn là con ông cháu cha gì trong chính quyền không à. Có những người á, là đi đến phát quà cứu trợ xong rồi á, là chê lên chê xuống lắm hết trơn á. Đi mất tiền xe hết 50 ngàn mà lấy món quà cứu trợ được có không tới 100 ngàn nữa. Đi làm gì cho mệt, họ làm sùm hết trơn vậy ha. Đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy mình làm sao mình có thể hoan hỷ, có thể cứu trợ được đây, có thể làm Bồ Tát tiếp tục nữa, đúng không? Thôi tôi về tôi làm thanh văn cho khỏe. Đó. Do đó, cái câu đó là cái câu rất là thiết thực, chứ không phải sao vời tưởng tượng ở đâu cả. Và Đức Phật trả lời như thế này. Chưa đâu Đức Phật nói à, khen trước rồi đó. Lành thay này Tu Bồ Đề, như lời ông nói, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Cái câu này Đức Phật khẳng định một điều rằng, Đức Phật có hộ niệm, Đức Phật có phó chúc cho các vị Bồ Tát, chứ không phải ông nói suông, không phải ông tán thán cái kiểu sáo rỗng. Đức Phật khẳng định cái đó à. À, như vậy thì cuộc sống của Đức Phật sinh hoạt bình thường, đi khất thực, về ngồi thiền, thuyết pháp, ăn uống, đều là phó chúc, đều là hộ niệm. Đó là cái lời khẳng định của Đức Phật về cái tán thán của Ngài Tu Bồ Đề. Và Đức Phật cũng khẳng định rất là ít có luôn nha. Đó. Cho nên á, ông hãy lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Thật ra thì vì Bồ Tát luôn. Người thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên như thế mà trụ, như thế mà hằng phục tâm kia. Như thế này á là cái cách Đức Phật đã sống á, Đức Phật đang sống á, hiểu không? Cái chữ như thế này là cái đã qua, cái đã xảy ra rồi. Như vậy á nha. Được không? Nha. Tức là các vị Bồ Tát, những người thiện nam thiện nữ, không nói người xuất gia, không nói tại gia gì trơn á, bất kể ai mà đã phát tâm cầu thành Phật thì tại gia cũng thành Phật, xuất gia cũng thành Phật, nữ cũng thành Phật, nam cũng thành Phật, gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Ở đây chúng ta lưu ý một cái điều á, là nhiều khi mình thấy trong các luận của chư tổ nói rằng người muốn thành Phật thì phải là có thân nam mới thành Phật được, đúng không? Nha. À, cái quan điểm đó là không có bình đẳng. Ở đây là nè, đó. Đức Phật khẳng định trong Kinh Kim Cang nè, người thiện nam thiện nữ phát tâm này thì để mà phát cái tâm rồi đi đến đích, chứ đâu phải phát tâm rồi chỉ có nam đến mà nữ không đến, phát làm chi cho mệt, đúng không? Đó. Mà cái sự thật là sao? Khi bà Mahabhasabade là Kiều Đàm Di Mẫu á, bà hay tin Đức Thế Tôn còn 3 tháng nữa nhập Niết Bàn. Bà lật đật kêu các đệ tử, có 500 đệ tử đi đến Đức Thế Tôn. Chừa lại hai cái cô sa di rồi đêm qua cổ thức cổ canh gác, sợ mấy thằng ăn trộm hay mấy cái thằng Ấn Độ vừa vô thử vô thực vô làm bậy, cho nên hai cô sa di á là các cổng á cả đêm qua cổ thức rồi để cổ ngủ, sáng nay mình vô đảnh lễ Đức Phật với chư tăng. Đảnh lễ làm chi vậy? Đúng rồi. Cô giỏi ha, chắc có cô chồng á tái sanh lại. Thì đến xin Đức Phật là con xin nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn, chứ con không có chịu nổi cái cảnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thế thì bà Đức Thế Tôn im lặng nhận lời xong á, là bà đi xung quanh Đức Thế Tôn 3 vòng, quỳ xuống đảnh lễ 3 cái, rồi đi xung quanh Đại Tăng
ba vòng, quỳ xuống đảnh lễ ba cái, đi xung quanh ngài A Nan một vòng rồi đảnh lễ một cái, rồi dinh biệt từ đây trong phút chia ly này rồi xa nhau mãi mãi. 500 người đó về lại cái hương thất, nó kế bên thôi, ở Tỳ Xá Ly á nha. Đức Phật ở một bên rồi mấy cái vị kia ở một bên, cách nhau có 20 mét à. Thì họ bay lên không trung, họ thị hiện cái loại thần thông của Như Lai. Tại vì Như Lai là Pháp Vương, đấng Pháp Vương vô thượng đó. Pháp Vương là vua của các pháp, kể cả giáo pháp mà cũng kể cả là các pháp ở bên ngoài á, đều là vua của các pháp, là Pháp Vương á. Mà chúng ta biết trong tứ đại á, thì đất nước gió lửa, thì nước với lửa không ở chung được. Không thế nào hai cái đó tồn tại cùng chỗ hết trơn á, này nó sẽ chung hoài cái kia. Thế mà Đức Thế Tôn á, là từng cái lỗ chân lông đều có thể phát ra lửa, phát ra nước, phát ra gió, phong thủy hỏa đại gì đầy đủ hết trơn á nha. Cho nên á, là bà bay lên không trung cùng với 500 đại đệ tử, trên thân dưới thân gì xung quanh ra nước, ra lửa, ra khói tùm lum hết trơn á. Cái điều đó hả là chứng tỏ rằng cái sự giác ngộ của bà như Như Lai. Bà muốn cho người ta thấy là con giác ngộ cũng tương đương với Phật á. Cho nên ta lưu ý cái chi tiết đó, đó nha. Để chỗ đó, đó nam nữ bình đẳng đó, đó chỗ này nè. Đó. Và khi mà bà thể hiện xong rồi á, bà rớt xuống cái, bà đáp xuống dưới đất cái là biến thành 500 cái xác chết. Lúc đó Đức Thế Tôn biết chuyện rồi, tại vì nó làm sáng rực cả thành Tỳ Xá Ly mà, ai không biết cái chuyện đó. Và bắt đầu người ta không biết chuyện gì xảy ra mà trên không trung như pháo bông vậy. Đó là Đức Thế Tôn mới sai A Nan con hay cấp cấp đi vô trong cung điện á, nói với nhà vua cử cái vị mà đại thần á đi mua liền 500 cái cổ quan tài mà bằng cái cán khiên để người ta thiêu á nha. Rồi đem đến liền để làm lễ trà tỳ và ta sẽ đi theo sau để đến để làm lễ trà tỳ. Thế thì ngài A Nan với vị đại tướng quân đó cấp tốc đem 500 cái cán đến thì cũng gần trưa trưa rồi. Thì cái hai cô Sa Di cũng mới thức dậy, cả đêm ngủ mệt quá, bây giờ bộ sư phụ mình còn ngủ sao mà im ru, người ta không biểu mình đi nấu ăn gì trơn ta. Tự nhiên thấy xung quanh ì xèo ngoài đường á, người ta đem 500 cái cán vô. Với bà hai cái cô Sa Di này á tá quả lên á, trời ơi sư phụ tôi giờ này đang ngủ trưa mà tự nhiên các ông làm sùm trời đất hết vậy. Cái nói sư phụ cô mất rồi, viên tịch rồi. Cô nói làm gì có chuyện đó mấy ông, nói vậy. Bà chạy vô bà thấy 500 cái xác la liệt đó, hai cô này sững lại luôn. Và hai cô này lập tức ngồi xếp bằng lại, biết tụng kinh Nam Mô Di Đà Bà Dạ hay Nam Mô Tây Phương Cực Lạc hay gì mà không biết nha. Nhưng mà làm xong một hơi cái là chứng thánh quả A La Hán luôn, nghe chưa? Tức là hai vị này quán chiếu vô thường thôi, là trước đó vẫn còn là sư phụ, lên giường coi như đi ngủ còn sư phụ, sáng ra mất tiêu rồi. Hai cô này quán chiếu vô thường xong á, ứng dụng vô bản thân mình rồi sau này mình cũng dạy cái chứng A La Hán quả luôn. Và chứng A La Hán quả là chứng cái dạng tột đỉnh A La Hán quả luôn, tam minh lục thông luôn á. Hai cô bay lên không trung, cũng trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, tùm lum hết trơn á nha. Y như là thị hiện thần biến, tại vì họ có lục thông, họ có tam minh, cái họ dùng túc mạng minh á, họ nhìn về quá khứ, cái họ biết hồi nãy sư phụ làm gì nha. Tức là biết quá khứ, là biết hồi nãy giờ sư phụ các đại tỷ của mình là bay lên không trung thị hiện vậy, mình bây giờ bắt chước làm theo luôn nha. Y như là pháo thăng thiên nha. Rồi hai cô đó rớt xuống dưới đất một cái nữa, báo hại A Nan với ông kia phải chạy về lấy thêm hai cái cán nữa, khổ ghê luôn. Đáng lẽ đủ rồi đó. Thế thì Đức Phật á, lúc mà Đức Phật đi đến á là chư thiên phạm thiên đế thích rồi ào ào bay xuống không dưới trên không trung, bay xuống quỳ xuống chặn đường Đức Thế Tôn lại. Đức Thế Tôn để cho đệ tử làm chuyện đó, tức là họ đọc được cái tâm Đức Phật. Tâm Đức Phật muốn đến khiêng cái cán Maha Ba Xà Ba Đề đi chôn, đi thiêu, xin lỗi nha. Cho nên các ổng nói ngài làm vậy tội quá, thiên nhân của chi đạo sư mà thầy của trời người mà tại sao lại khiêng cái cán cho bà, để tụi con khiêng nó cho đúng lễ nghĩa. Đức Phật nói việc này các ông không làm được, chỉ có Như Lai mới làm được thôi. Nói trên cái hạnh hiếu của Như Lai đó, hạnh hiếu đó nha. Thế là Đức Thế Tôn bắt đầu đi đầu, khiêng cái vai phải khiêng cái cán của Kiều Đàm Di, bên tay trái là A Nan khiêng, đằng sau lưng Đức Thế Tôn là Nan Đà, Nan Đà là con ruột của Maha Ba Xà Ba Đề á, rồi bên trái là La Vân. La Vân là ai không biết, mấy cô biết không? Đừng nói lao la tịch rồi ạ. Lao la tịch trước khi mà Kiều Đàm Di mẫu tịch luôn nha. À rồi để sao lại phát hả, chắc không? Dạ đó vất tịch rồi. Thì nói chung á là La Vân không biết ai hết, nhưng mà trong căn bản nhất thiết khẩu bộ nói á, Đức Phật có tới ba vợ lận.
Người vợ thứ nhất là Diu Đà La, người vợ thứ hai tên gì quên mất rồi. Nhưng mà bà vợ thứ hai có một đứa con tên là Thiện Tinh Tỳ Kheo. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nhắc đến đó nha. Có thể La Vân là đứa con thứ ba, mình không biết thì mình suy luận như vậy. Tại vì trong nhà mới khiêng được cháu khiêng nha. Đó, con cháu khiêng cái cán đó chứ không có ai ngoài huyết thống mà khiêng được cái đó cả. Thì La Vân phải là huyết thống của Kiều Đàm Di Mẫu, mà Kiều Đàm Di Mẫu là con nuôi thôi, nhưng mà Đức Thế Tông coi như mẹ ruột, được chưa? Thì như vậy La Vân bắt buộc phải là cái gì đó trong cái huyết thống đó, đại khái vậy đó ha. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy cái triết học nó nằm chỗ đó đó nha. Triết học nằm ở chỗ thứ nhất, cũng một sự kiện đó thôi mà người nữ cũng có thể thể hiện thần thông như một bậc Như Lai. Thứ hai, Đức Thế Tôn cũng chẳng phải là cái gì mà mình coi như là thờ ở trên bàn thờ, mà ngài cũng khiêng cán của kế mẫu, nhũ mẫu để đi thiêu như một người. Còn chúng ta đi xuất gia bây giờ về trước cái mộ cha mẹ, nhiều khi mình còn làm thầy nữa chứ nha. Chỉ rồi không thèm quỳ, không thèm khóc, không thèm gì trơn á, giống như mình chứng đạo rồi vậy. Đó đâu có được nha. Đó, con là con, vẫn là cái thân này là cha mẹ sinh chứ ai đâu quỳ xuống lại có chết ai đâu, đúng không? Khi mình quỳ xuống lại với tư cách là con, khi mình hết lại thì mình là tỳ kheo, khác nhau chỗ đó đó. Đó. Thì Đức Thế Tôn còn khiêng cái cán được mà. Cho nên là trong kinh Vu Lan á, thì người ta cho kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân á, cho rằng á, Đức một thở nọ Thế Tôn cái gì đi về phương Nam là gặp đống xương, là Đức Thế Tôn á quỳ xuống lại đống xương ha. À, cái này coi chừng có thiệt à nha. Chứ không phải là hư cấu đâu á. À, cớ sao ngài lại lạy xương kia ha. Đó. À, thầy là từ phụ ba phương bốn loài ha. Ai ai cũng kính thầy nhường ấy. Cớ sao ngài lại lạy xương kia, Phật rằng trong các môn đồ ông là đệ tử gì đó. Thì như vậy qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rất có khả năng là cái sự kiện đó có thật á. Nhưng mà Phật giáo Nam truyền họ lược cái đó ra ngoài. Những cái vị nào mà chứng kiến cái chuyện đó là người mà truyền lại cái kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân cho đệ tử và nó kiết tập riêng, được chưa? Chứ đừng có nói cái nào cũng có trong tiếng Phạn, tiếng Bali, nó không phải Phật thuyết phải gì đâu nha. Cái cuộc đời Đức Phật nó bình thường giản dị như vậy, chứ không có gì cao siêu hết. Thì hiện thần thông để chứng minh cái gì đó là thôi, chứ không phải lè thiên hạ. Để chứng minh là sự giác ngộ của người nữ cũng không thua người nam hết á. Chứng minh vậy thôi chứ không phải biểu diễn, được không? Dạ. Thì giờ cái này cũng vậy. Cái này á là người nào phát tâm cũng thành Phật hết, và đều phải an trụ và hàng phục thì mới thành Phật. Xin vâng bạch Thế Tôn, con nguyện thích được nghe. Cái đoạn này quý Phật tử nhớ giùm là chú ý cái từ này nè. Cái từ như thế đâu rồi? À, nên như thế mà trụ, nên như thế mà hàng phục. Cái chỗ đó khó hiểu nhất. Cái đoạn này chỉ có cái chỗ đó là khó hiểu nhất. Mình nói ủa, Đức Thế Tôn có dạy an trụ hồi nào đâu mà nói như thế, đúng không? Chưa dạy mà. Có dạy chưa? Thì cái đó mình suy luận ra. Chứ còn trong đây Đức Phật chưa có mở lời dạy cái tiếng nào hết trơn á. Mà Đức Phật nói nên như thế mà an trụ, nên như thế mà hàng phục, có nghĩa là như thế là đã dạy rồi, phải không? Vậy thì toàn bộ ở trên là dạy rồi đó. Thì mình phải suy ra. Hồi nãy giờ trên chỉ có một cái cảnh hồi nãy là Đức Phật đi khất thực, quay về ăn xong rồi ngồi thiền rồi thuyết pháp hết rồi. Thì cái đó chính là an trụ, cái đó chính là hàng phục đó. Vậy thì mình phải rút ra cái ý nghĩa triết học trong cái hành động bình thường đó nha. Thì đó như nãy với mình nói đó ha. Đi gặp chúng sanh thì độ chúng sanh vô dư y niết bàn. Độ như thế nào thì chúng ta sẽ được Đức Phật giải thích rõ hơn nha. Rồi, giờ xin vâng bạch Thế Tôn, con nguyện thích được nghe. Như vậy thì Đức Phật đã dạy rằng nên như thế mà an trụ, như thế mà hàng phục, mà vậy mà học trò nó không hiểu. Vậy mà còn hỏi tiếp nữa mới khổ chứ. Đáng giống như thiền sư Trung Hoa đó. Các ông đệ tử ông cứ đi học đạo rồi cái sáng ra bưng trà lên, cảm ơn con, rồi đi xuống đi con, đi xuống dưới 3 năm trời không dạy gì hết, ngoài chuyện bưng trà, nấu cơm, nấu ăn. Hỏi sư phụ khỏe không? Khỏe. Con uống ăn cơm chưa? Ăn rồi. Thôi đi nghỉ đi con, đến giờ tụng kinh đi con. Ủa 3 năm nay sư phụ không dạy con cái gì hết trơn á, sao con kiến tánh thành Phật? Ủa không có ngày nào ta không dạy ông suốt 3 năm nay để ông kiến tánh thành Phật, mà tại sao không chịu kiến tánh thành Phật? Nó còn sư phụ có dạy gì đâu. Hàng ngày sư phụ bắt con lên dâng trà rồi ăn cơm, rồi sư phụ hỏi uống trà chưa, con nói uống rồi, ăn cơm chưa, nó ăn rồi, ăn rồi, đi ngủ chưa, đi ngủ đi. Ta đó là ta đã dạy rồi đó. Mà lúc đó thằng đệ tử nó ngộ mới hay chứ. Lúc đó nó ngộ á, là những cái hành động bình thường đó đó là đạo lý ở chỗ đó, được không? Là kiến tánh thành Phật ở chỗ đó.
Kiến tánh là tánh gì? Nó có hai tánh, Phật tánh và Pháp tánh thôi. Pháp tánh là tánh của thế giới vô tình, Phật tánh là tánh của thế giới hữu tình, đúng không? Cái ly trà có tánh không? Có chứ. Tánh gì? Tánh không, tánh vô ngã. Ly trà gồm có trà và nước. Nước thì gồm có hydro oxy. Oxy thì là một hạt nhân ở trong và 16 điện tử quay xung quanh. Hydro là một hạt nhân ở trong, một điện tử quay xung quanh. Hạt nhân là proton, neutron cộng lại. Neutron là gồm các hạt quark, hạt gì cộng lại. Hạt này thì là hạt alpha, gamma gì cộng lại. Còn cuối cùng tất cả là duyên hợp, tánh nó không, đúng không? Ly trà tánh cũng không, tánh không là pháp tánh. Kiến tánh là kiến cái chỗ đó đó, chứ còn cái tánh nào chỉ nữa đâu mà kiến. Bây giờ ngoài cái chuyện ly trà uống nước thì còn cái tánh ở đâu trong ba cõi bốn loài này để mà chỉ đây? Không có cái tánh nằm riêng. Tánh nằm ngay trong vạn sự vạn vật của vô tình hữu tình. Thì cái chỗ đó là chỗ chỉ đó. Mà cái khéo của thiền sư là cho nó dồn nó đến bước đường cùng luôn, nói nó mới ngộ. Còn giờ cái ngày đem ra kim kim cang ra dạy nó, trong ly nước trà có gồm có các phân tử hợp lại, rồi trà là cái gì, là cái lá cây trà. Lá cây trà được người Đài Loan họ lấy hột gạo pha với cái gì họ tưới, gọi là trà ô long. Mà trà ô long nó gì, trời ơi, nói một buổi cái nó nói trời, cái này trên mạng có hết á sư phụ ơi. Sư phụ dạy gì con lên Google con gõ cái nó ra liền. Như vậy là nó không ngộ được chưa. Nhưng mà để cho nó bất bí giống như nghi tình đó, thành khói rồi đó, lúc đó nói cái nó ngộ liền. Cái khéo của thiền sư là vậy đó nha. Cũng một cộng một bằng hai, nhưng mà hỏi sư phụ một cộng một bằng mấy? Cái này bí mật, cái này cao siêu lắm, cái này phải là cỡ tiến sĩ mới hiểu nổi. Đến chừng một cộng một bằng mấy? Một cộng bằng hai chứ bằng mấy? Lúc đó trời ơi, con hiểu lâu rồi. Hiểu rồi mà tại vì không nhận ra thôi. Ví dụ vậy đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là tâm lý hết trơn á, tâm lý chứ không phải là sự thật. Cái gì nó quá giống như hai người yêu nhau á, lúc đầu thấy cái gì cũng màu hồng hết nha. Là lúc yêu nhau là anh cũng giặt đồ trên vnfs.net, hồi sáng có cái bài á, lúc yêu tôi á thì anh á lúc nào cũng giặt đồ, lúc nào cũng quan tâm tôi ăn cơm trưa, đi chợ về nấu ăn cho tôi. Bây giờ á khi mới cưới nhau á, anh không làm gì hết, tôi làm muốn chết luôn. Thế thì tôi phải làm sao đây, vân vân, nó hỏi vậy đó. Trời ơi, cái đó là bình thường đúng không? Thí dụ mà đừng lấy nhau á thì hai người đó sẽ là bí mật hoài luôn vậy đó nha. Đến chừng mà nó bùng nổ lên cái là bắt đầu không thể thiếu nhau được, thì lúc đó mới nên lấy nhau. Thì cái giờ tu cũng giống vậy đó nha. Tại có Phật tử thì chứ mình dẫn cái tâm lý nó một chút vậy đó. Tức là tu cũng vậy đó. Những cái diệu đạo của chư Phật nó rất bình thường ở trong những cái sự vật hiện tượng bình thường. Mà đến nỗi Bồ Đề Đạt Ma không thèm cho Huệ Khả nói cái bí mật đó, để nó ổng chặt cái tay luôn. Nói diệu đạo của chư Phật mà dùng khổ hạnh có một chút xíu mà đòi cầu được sao được. Là cho vị tổ và khả tưởng là cái gì nó cao siêu dời dời lắm. Nên cuối cùng rồi á, khi mà ổng ngộ được rồi đó, ổng không biết nói cái gì luôn á. Nó trời, nó bình thường vậy mà mình mất hết cánh tay. Cho nên lúc Bồ Đề Đạt Ma biểu trình kiến giải á, ổng im lặng, không thành trình gì hết trơn. Không nói thành trình luôn. Nó quá bình thường đến độ mà nói ra cái là nó đi xa rồi. Cho nên ổng nói. Do đó đạo nó nằm ở trong sự vật hiện tượng đó. Đó là như thế đó. Chuyện đi vòng vòng khất thực vậy là đạo rồi đó. Vậy mà cuối cùng không nhận ra. Mà không nhận ra cho nên mới có kinh Kim Cang học. Chứ còn nhận ra rồi chúng ta thua luôn á nha. May quá. Ý chà. Ủa cái gì vậy? Đại thừa. Diệt độ như thế. Ủa đâu rồi? Phật bảo tu Bồ Đề. Đây nè. Phật bảo tu Bồ Đề. Mình qua đoạn 3 nha. Đại thừa chánh tông. Phật bảo tu Bồ Đề. Các vị Bồ Tát lớn nên như thế mà hằng phục tâm kia. Nên như thế mà hàng phục tâm kia. Cái chữ như thế này vẫn chưa phải là cái đoạn dưới đây nha. Đoạn dưới đây chưa nói nha. Các vị Bồ Tát lớn nên như thế mà hàng phục tâm kia. Bồ Tát lớn là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là đệ thất địa cho đến đệ thập địa, gọi là Đại Bồ Tát. Đây nhớ chỗ đó. Maha Tát á nha. Bồ Tát nè. Giờ này mở ngoặt ra. Sau này học môn duy thức thành duy thức lượng minh nói. Có là Phàm Phu nè. Phàm Phu Bồ Tát. Thứ hai là gì? Phàm Phu Bồ Tát. Này là Thập Tín nè. Rồi Hiền Nhân Bồ Tát. Là Hiền Nhân, Thánh Nhân, Đại Bồ Tát và Đại Mâu Ni. Hiền Nhân Bồ Tát thì có ba quả vị: Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng. Ba quả vị ha.
Rồi thánh nhân á là thập địa. Chữ thập chứ mình viết tắt nha. Là thánh nhân là thập địa. Thì trong cái thánh nhân này á thì nó lại chia ra tức là từ đệ một địa cho đến đệ sáu địa thì gọi là Bồ Tát, tức là thánh Bồ Tát thôi, là Bồ Tát. Còn á là đại Bồ Tát á là từ địa thứ bảy đến địa thứ mười thì gọi là Ma Ha Tát. Chúng ta đọc kinh ta ưa thấy chữ Ma Ha Tát không? Dạ. Thấy không? À, tức là Bồ Tát Ma Ha Tát. À, Maha Bodhisattva đó nha. Thì gọi là Ma Ha Tát. Còn á đẳng giác và diệu giác á thì gọi là Maha Moni. Maha Moni tức là đại tịch diệt. Đại Moni tức là đại tịch diệt á. Đại thánh cái chữ Moni này á mình không thể dịch là tịch, cái nghĩa đen của nó là tịch diệt. Mà cái nghĩa bóng của nó đó là một bậc giác ngộ đó nha, một bậc giác ngộ. Ví dụ Sakyamuni là năng nhân tịch mặt á, tức là đại tịch mặt nha. Tịch mặt cũng được. Một cái người mà đã giác ngộ rồi thì gọi là Moni. Thì các đại Bồ Tát ở đây ý muốn nói á là Bồ Tát mà thuộc hàng đây nè, số 7 đến số 10 nè, tức là A La Hán. Hướng A La Hán và A La Hán. Tức là địa 7 và A La Hán là địa thứ 8. Là địa thứ 8 nha. Thì trong cái đại Bồ Tát này chính là các bậc mà coi như đã giác ngộ, cái trình độ giác ngộ nó ngang ngửa với Phật nhưng cái phước đức nó không bằng. Cho nên cần phải tu nữa. Cái vị đại Bồ Tát này nè. Như vậy mà thí dụ như Bồ Tát Địa Tạng á là có phải là Ma Ha Tát không? Đã qua rồi. Ma Ha Tát từ xa xưa rồi. Ngài là đẳng giác Bồ Tát này, chưa phải diệu giác. Diệu giác là Bồ Tát Di Lặc á. Bồ Tát mà còn một đời nữa thành Phật rồi đó thì gọi Ngài là Phật cũng được, mà gọi là Bồ Tát cũng được, nên gọi là diệu giác. Còn á giác ngộ ngang với Phật rồi nhưng mà chưa có bổ xứ làm Phật á, vì cái đại nguyện mà cứ làm Bồ Tát á thì cái đó gọi là đẳng giác. Thì trong kinh Địa Tạng nói rằng á Bồ Tát Địa Tạng thành tựu quả vị thập địa từ vô lượng vô số kiếp đến nay. Ngài đã xong cái Ma Ha Tát rồi, Ngài đang là đẳng giác rồi đó. Chừng nào mà thọ ký Bồ Tát xin lỗi Bồ Tát Địa Tạng có cái chỗ để thành Phật vào thời gian nào á thì lúc đó mới gọi là diệu giác, được không? Ngài cứ trung thành với cái nguyện hoài, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Chứng Bồ Đề có nghĩa là thành Phật. Thì như vậy chúng ta thấy cái bài kinh này á là dạy cho những cái bậc đại Bồ Tát này nè, chứ không phải tường, những bậc mà thấy Như Lai trước mắt rồi đó. Chúng ta nên nhớ á là phàm phu Bồ Tát là địa vị thập tính, tức là tu bằng niềm tin. Nghe nói mình có tánh Phật, mình sẽ giác ngộ thành Phật thì tin thôi, chứ chưa thấy tánh Phật gì trơn á, chưa có bao giờ đột biến đốn ngộ gì trơn á nha. Thì cái bậc này là sống bằng niềm tin, trong đó có mình, phải không? Có ai vượt qua giai đoạn này chưa? Chưa. Hiền nhân là ai? Là cái người kiến tánh thành Phật, kiến tánh thiền tông. Kiến tánh thiền tông á là tương đương với thập trụ. Kiến tánh thiền tông chỉ mới là hiền nhân thôi, chứ chưa phải là thánh nhân gì cả. Chưa có bằng sơ quả tu đà hoàng nữa. Sơ quả tu đà hoàng là bắt đầu vô địa thứ nhất đến địa thứ hai nè nha, là sơ quả tu đà hoàng. Thì cái hàng mà kiến tánh thiền tông á là họ thấy được tánh vô ngã, tánh không, chứ chưa thấy được tánh chân như. Hai đó khác nhau à. Thấy cái tướng vô ngã của chân như thôi, của Như Lai Tạng thôi, chứ chưa thấy được cái tánh Như Lai Tạng đâu. Mà họ thấy được cái gì? Họ thấy cả thế gian là rỗng không, không có một pháp nào có mặt hết. Họ đột biến, họ ngộ được cái tánh không trong vạn pháp. Nói tánh không cũng được, mà nói tướng không cũng được. Nó thật sự là tướng chứ không phải tánh. Cái chân, sau này học Đại Thừa Khởi Tính Luận, quý thầy có học chưa? Cái chân như tâm á, chân như này á, nó là cái thể như của vạn pháp, và nó biểu hiện ra ngoài á, với nó cũng biểu hiện ra ngoài bình thường thôi, như thị thôi. Nhưng con mắt của cái người ngộ đạo á, mà gọi là kiến tánh á, nhìn nó ở dạng thấy nó không, thấy nó là rỗng không á, thấy nó là vô ngã đó, thì cái đó
là họ thấy được ở cái biểu hiện không của chân như, được chưa? Chứ chân như nó có hai dạng, không và có. Đến cái thập địa đó, tức là vô đệ sơ địa này nè, là thấy được cái mặt có của chân như. Nó khác nhau nha. À, chân như nó như thị, nhưng mà nó biểu hiện ra. Cái người mà vừa sực thấy, ồ, các pháp duyên sinh phải là vô ngã, duyên sinh phải là không có tánh, có nghĩa là không có pháp nào hết, có nghĩa là cả thế gian là không á, nha. Thì thấy được như vậy là coi như kiến tánh. Kiến tánh là hiền nhân thôi, chứ chưa phải là thánh nhân. Cũng còn tham sân si đùng đùng vậy đó. Gặp cảnh vẫn tham, gặp cảnh vẫn sân. Cái bậc đó gọi là kiến tánh thiền tông. Kiến tánh thiền tông không phải gì cao siêu, kiến tánh ngang với Phật, không có chuyện đó đâu. Mới là hiền nhân giai đoạn đầu thôi. Rồi trưởng dưỡng thánh thai bằng cách là tu gì? Thập hạnh, thập hồi hướng để tiếp tục trưởng dưỡng thánh thai. Rồi sau đó bất ngờ một ngày nào đó họ lại ngộ lần thứ hai, gọi là đại ngộ. Mới thấy tánh không là tiểu ngộ thôi, thấy tánh vô ngã là tiểu ngộ thôi. Như là chúng ta học lý thuyết chúng ta thấy, đến một lúc nào đó sực thấy, ồ, có nha, có cái tánh gọi là Phật tánh. Có nghĩa là sao? Nó dễ lắm. Tức là vậy nè, quý thầy cô đang học học thuyết vô ngã chứ gì, đúng không? Nhưng mà mình có thấy có mình không? Vẫn thấy có mình, đúng không? À, tức là có con người này đang học là mình là vô ngã chứ gì. À, thì kiến tánh nó cũng vậy á. Thấy cả thế gian không, nhưng mà vẫn có cái người thấy thế gian không, hiểu không nè? Thì cái đó gọi là cái có của chân như á. Vì vậy cái kinh Bát Nhã là nói cái tướng không của chân như thôi, chứ chưa nói cái tướng có đâu. Đến qua Di Thức Tánh là nói tướng có của chân như đó. À, trong Bát Nhã Tâm Kinh, quý thầy quý cô quý Phật tử đọc thấy gì? Thị cố không trung, vô sắc vô thọ tưởng hành thức ha. Rồi mình dịch là cho nên trong tướng không của các pháp. À, lúc đó chân như nó biểu hiện qua tướng không, mà các nhà Bát Nhã thấy được tướng không đó, chứ không phải tánh không nha. À, rồi chiếu qua cái tướng không đó một ngày nào đó, tự nhiên à, nó thình lình nó thấy được có con người chứng ngộ cái tướng không đó, chứ không phải không có. À, và trong cái ngũ phần hương mình có giới hương, định hương, tuệ hương, đúng không? Giải thoát hương là kiến tánh, cái tánh không đó đó là giải thoát, không còn gì nữa chân là giải thoát. Cả thế gian là không là giải thoát, là không có gì ràng buộc mình hết. Ngã không, nhân không, pháp không, chúng sanh không, thọ giả không, không có cái gì á, không thì cả thế gian này cũng không, thì cái đó là giải thoát, cái đó là đạt được giải thoát quả rồi đó, là vô thập trụ rồi đó, có chỗ trụ là trụ cái tánh không rồi đó. Nhưng đến một lúc nào đó tự nhiên mình lại thấy có con người đang cảm nhận cái tánh không đó, chứ không phải không có. À, cái đó gọi là giải thoát tri kiến, có cái biết, có cái thấy, có cái biết là tri, kiến là thấy, thấy được cái giải thoát đó, được chưa? Thấy được cái không đó nữa, thì cái đó là cái có của chân như. Nó có hai giai đoạn, được chưa nè? Thì khi mà thấy được cái đó là vô thập địa, vô sơ quả Tu Đà Hoàn. Lúc đó mới gọi là thân kiến, biên kiến, kiến thủ với cấm thủ nó bỏ qua một bên luôn. Chưa có thấy cái đó là chưa xong. Thì tu không có dừng lại được chỗ đó. Ở đây là thánh nhân thập địa, từ địa thứ nhất đến địa thứ sáu là quả hữu học của Thanh Văn. Từ sơ quả Tu Đà Hoàn, dị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, ba cái thánh quả đó tương đương với sáu địa. Mỗi thánh quả là hướng Tu Đà Hoàn và Tu Đà Hoàn quả. Thì đến địa thứ bảy bắt đầu hướng A La Hán quả, và A La Hán quả đó là địa thứ bảy và địa thứ tám. Thì cái vị đó đã phá ngã sạch sẽ hết rồi, coi như pháp chấp là phá ở cái dạng mà nhận thức về pháp chấp, cái câu sanh thì chưa phá hết. Do đó ở đây là các bậc đó được gọi là Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát từ địa thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười là Đại Bồ Tát nha. Nó lớn lắm rồi. Những bậc này á, họ tại sao họ là Đại Bồ Tát? Nó phân biệt với Bồ Tát chỗ nào? Những bậc Bồ Tát vẫn còn hôn mê khi cách ấm, tức là chưa biết mình sẽ sanh về đâu, đi về đâu, đối diện với cửa tử, chưa biết. Đệ lục địa vẫn chưa biết được mình sẽ chết đi về đâu, vẫn còn đường trước mịt mờ, mênh mang, không biết đi về đâu như trong Quy Sơn Cảnh Sách, là Bồ Tát hôn mê khi cách ấm đó. Nhưng khi anh đã vô địa thứ bảy, anh đã hướng A-la-hán quả, là anh tự tại với sanh tử, anh sẽ biết mình sẽ đi về đâu, biết mình đi về đâu. Như Tổ Quy Sơn á, tới 70 tuổi ngài mới biết ngài đi về đâu mà. 70 tuổi mới nói ta vừa đây mới xong thôi, chứ kiến tánh từ lâu rồi đó nha. Do đó chúng ta phân biệt Đại Bồ Tát là những bậc mà tự tại với sanh tử, được ý sanh thân, trong Kinh Lăng Già nói đó, ý sanh thân nghĩa là muốn sanh đi đâu rồi sanh. Lúc vô Đại Bồ Tát, chư Phật hiện toàn thân.
chư Phật hiện toàn thân luôn. Cái này nó gọi là hiển linh, chư Phật hiển linh, hiện toàn thân. Giới hương cái gì, nguyện may hương màu này, nguyện thử diệu hưởng vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tông pháp siêu Bồ Tát, vô biên hình nhân chúng. Ở gì nữa ta? Cái gì mà chư Phật hiện toàn thân đó nha. Có cái bài kệ tán hương á, đúng không? Đó. Lưu hương xạ nhiệt, cái bài lưu hương xạ nhiệt chứ. Lưu hương xạ nhiệt, pháp giới mong huân, chư Phật hải hội tất diêu văn, tùy xứ kiết tường văn, thành ý phương ân. Chư Phật hiện toàn thân là địa thứ bảy mới thấy được cái đó. Địa thứ bảy mới thấy cái đó là đại Bồ Tát á. Tự nhiên chư Phật ở đâu xuất hiện đầy hết trơn, mình thấy chư Phật đầy hết. Bình thường mình không thấy gì hết chứ, mà các ngài lúc nào cũng có, gọi là thường trú tam bảo, lúc nào cũng có hết. Nó đặc biệt nha, trong phương Tây nó gọi là Dasana. Dasana mà tiếng phương Tây nó gọi là cái gì ta? Thyrophan có nghĩa là, tự nhiên cái mình quên tiếng Anh đó rồi, tức là hiển linh đó, giống như Đức Chúa hiển linh ra vậy đó nha. Thì chư Phật hiển linh ra là địa thứ bảy là đại Bồ Tát. Qua địa thứ 10 á là bắt đầu á đẳng giác Bồ Tát. Đẳng là ngang bằng, giác là giác ngộ như Phật. Lúc đó mới dám xưng á là đốn ngộ tuy đồng Phật, được chưa? Chứ còn mà mới kiến tánh mà đốn ngộ tuy đồng Phật, không có đồng Phật, còn xa lắc xa lơ. Cái người kiến được tánh vô ngã chưa là gì với lại cái sự hiểu biết của chư Phật. Như lúa mè tre lâu của Xá Lợi Phất không bằng Phật nữa mà tri kiến Phật á. Như vậy muốn thấy được tri kiến Phật phải vô sơ địa mới thấy được tri kiến Phật, mới thấy được cái tri kiến gọi là giải thoát tri kiến á, mới có được cái giải thoát tri kiến Phật như Kinh Pháp Hoa. Và cho nên ở đây á là Bồ Tát trong kinh kinh Đại Bát Niết Bàn nó Bồ Tát thập trụ thấy Phật tánh lờ mờ không rõ ràng là chỗ đó đó. Tại vì mới thấy tánh không nó mà đâu thấy được cái tánh có của chân như đâu mà rõ ràng. Vô thập địa là phá một phần phiền não, một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, được chưa? Tánh không không phải là pháp thân, là biểu hiện của pháp thân thôi. Thì vô đây mới chứng một phần pháp thân nè, vô thập địa. Cái kinh này là giảng cho các vị Bồ Tát gọi là đại Bồ Tát. Thì chúng ta lưu ý đây, nay ông hãy lắng nghe tôi kỹ, người thiện nam tử Phát Nô Đức Giáo Hội Trinh Văn Hòa Thích Tôn. Đây các vị Bồ Tát lớn, tức là đại Bồ Tát á, nên như thế mà hàng phục tâm kia. Thì bây giờ các vị Bồ Tát lớn á, là thấy Đức Phật đi khất thực cái là họ hiểu là Đức Phật muốn dạy cái gì rồi nha, chứ không cần phải nói dài dòng ra, đồng ý không? Đó là xong rồi. Nhưng giờ Đức Phật giải thích là giải thích cho hàng Bồ Tát nhỏ. Cái đoạn này trở xuống nè là không phải là Bồ Tát lớn nữa. Các vị Bồ Tát lớn nên như thế mà hàng phục tâm kia là đủ rồi. Cái chuyện đó của Bồ Tát lớn là thấy Đức Thế Tôn đi khất thực là xong rồi đó. Là cái đoạn như thế là họ tự hiểu rồi. Bây giờ Đức Phật giảng là giảng cho Bồ Tát cỡ đệ lục địa trở về trước, cho đến thập tính, cho đến phàm phu luôn. Đồng ý không? Nha. Rồi bắt đầu mình nghe nha. Rồi còn cái chuyện như thế thì mấy ông thầy mà chứng thánh mới thấy được. Mấy Phật tử chứng thánh mới thấy được cái đó. Bây giờ có tất cả các loài chúng sanh hoặc sanh bằng trứng, hoặc loài thai sanh, hóa sanh, rồi thủy sanh, có hình sắc không hình sắc, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng chẳng không tưởng, ta đều khiến vào vô dư y niết bàn mà diệt độ đó. Nói gọn lại là có tất cả các loài chúng sanh ta đều độ vô dư y niết bàn là xong, được chưa? Đơn giản ha. Ở đây bao luôn cả không gian, thời gian, cả tất cả hết. Chủng loại là có 4 loại: noãn, thấp, hóa, thai, sanh, là bao gồm tất cả cái đó. Còn về mặt biểu hiện thì thứ nhất là hữu hình, thứ hai vô hình, là có tướng không tướng á nha. Đó. Và cái gì có tưởng không tưởng là có tâm không tâm, tưởng là tâm á nha. Ví dụ như chúng sanh vô tình thì nó là có tưởng hay không có tưởng? Chúng sanh vô tình là cái bàn, cái ghế á, ly nước trà đó, thì đó là cái loài này nè, cái loài mà không tưởng nè, chẳng có tưởng nè, đúng không? Hoặc không hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng nè. Tức là có những cái loài mà mắt không thấy được gọi là vô hình, nhưng nó vẫn có. Ví dụ không khí đi là có hình tướng không? Không có hình tướng, mình không thấy được không khí nha. Nhưng mà nó có không? Có. Mà cái không khí nó có tình thức không? Nó có tưởng, tư tưởng không? Không. Thì như vậy nó là vô hình vô tưởng, tức là vô sắc vô tưởng, hiểu không? Nha. Chư thiên có không? Có mà mình không thấy. Chư thiên không thấy cho nên gọi là vô sắc nha.
Và chư tiên có tưởng không? Có tưởng. Đó. Nói chung là cái đoạn này nó bao hết các loại chúng sanh, không có nào lọt ra hết trơn. Tất cả các loại chúng sanh mà mình khái niệm hóa được thì chúng ta độ vô dư y niết bàn. Cái ý nghĩa vậy đó nha. Làm sao độ đây? Đi khất thực mà độ chúng sanh chỗ nào? Đâu đâu có bố thí, đâu có khám bệnh từ thiện, đâu có cho quà, đâu mà đòi là độ, phải không? Nhưng vẫn độ. Độ ở cái chỗ nào? Vậy thì chúng sanh, những cái khái niệm chúng sanh đó đó là do ta khái niệm nó ra, chứ không có chúng sanh nào hết trơn á. Đại khái vậy. Vậy thì độ là sao? Là khi mà hành giả đi kinh hành, đi khất thực, hay ngồi thiền, hay là đi học lớp đào tạo từ xa, thì hành giả đó gặp ai, gặp cái gì, thế giới và con người xung quanh chúng ta, tức là ngoại cảnh á. Đây là ngoại cảnh nè nha. Chúng ta khoan nói cái tâm, như Hòa Thượng Trúc Lâm dạy á, là mỗi một niệm chúng ta khởi lên nó tương ứng với cảnh giới nào thì nó tương đương với chúng sanh cảnh giới đó. Cái đây là cái lời giảng của một thiền sư theo cái tông phái của mình, chứ không phải là của Phật dạy, được chưa nè. Cái kiểu đó là kiến giải của một thiền sư thôi. Ta nhớ, nó đúng chứ không sai. Nhưng nó đúng ở cái dạng gì? Cái dạng giống như người mù rờ voi á, thì thấy cái lỗ tai thì cho là con voi ở hình cái tai, như con ếch mà ở dưới giếng thì thấy bầu trời nó bằng cái miệng giếng, hiểu chưa? Chứ không phải là chân lý, nhớ nha. Rồi một hòa thượng khác là dạy là phải thực hiện cái hạnh mà đi độ chúng sanh thiệt, là nhập thế độ chúng sanh á, thì như vậy á có nghĩa là chúng ta độ chừng nào hết thì hết cái nguyện đó, thì cái đó cũng là phiến diện luôn. Đây là mình học cho nên mình phải phân tích, hiểu không nè? Chứ không phải là mình không nên bài bác chơi chích, chỉ trích các vị tổ sư, bởi vì sao? Nó sẽ tổn phước của mình. Nó tổn phước của mình, nó gọi là cái gì ta trong sống hết sáu căn á, nó có nói á, chê cả sư trưởng nhiếc đến mẹ cha, cỏ nhẫn héo vàng lửa độc rực cháy gì đó, là cái kiểu mình chê mình nhiếc. Còn đây á là phân tích để thấy rằng á, bất kể một kiến giải nào mình phải tư duy coi đó nó có phải chân lý không, được không nè. Vậy thì nếu mà nói một niệm mình khởi ra là một chúng sanh á, thì như vậy chúng sanh bên ngoài bỏ đâu, đúng không? Cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm á là chủ trương thiền tông, mà thiền tông là điều phục tâm ở trong á nha. Cái đó là cái tông chỉ rồi, thì mọi kinh điển phải quy về tông chỉ đó. Vậy nó vẫn đúng chứ không sai, không có gì sai hết á. Nhưng mà đúng ở một góc độ thôi chứ không phải đúng hết tất cả. Giờ đúng như thế nào đây? Theo cái quan điểm của Trí Minh á thì nói là như vậy. Mỗi một khi mình mắt thấy cảnh vật, tai nghe tiếng gì đó, tất cả các giác quan của mình nó tiếp xúc với bên ngoài. Ví dụ như bây giờ quý thầy quý cô ở dưới nhìn lên trên bảng thì thấy có bao nhiêu loại chúng sanh? Ngay trong hiện tại nè, bao nhiêu loại chúng sanh? Hai loại chúng sanh, một là hữu tình, hai là vô tình. Đó là hữu hình thôi nha, chứ còn là vô hình chúng sanh mình không thấy nữa, đúng không? Hữu tình là chứng minh đây, đứng trước mặt quý thầy cô đây, với Phật tử đây. Vô tình là cái bảng trắng trắng này đây, cây viết, máy chiếu, hình ảnh tùm lum hết đó, là vô tình chúng sanh đó. Cái đó, cái này là không tưởng nè, thế giới của chúng sanh không có tư tưởng. Còn chứ mình đang suy nghĩ là chúng sanh có tư tưởng. Chứ mình là thai sanh hay thấp sanh hay nõn sanh, cả bốn luôn. Chứ mình bây giờ mẹ cha chứ mình sanh ra lúc hồi nhỏ là thai sanh, bây giờ thức ăn ăn vô mỗi ngày tạo nên chứ mình đứng đây là hóa sanh, đồng hóa dị hóa đó. Ăn thức ăn vô nó đồng hóa, nó biến thành cơ thể của mình là hóa sanh. Rồi mình đi tiểu đi tiêu ra, mồ hôi xuất ra, cái miệng nói ra hết năng lượng là dị hóa, là hóa sanh. Từ thức ăn mà nó biến thành lời nói, nó biến thành năng lượng để mình hoạt động. Cái đó thay chỗ nào đâu, đúng không? Hóa sanh, đúng không? Rồi khát nước quá phải uống nước, mệt quá. Cái này gọi là gì? Thấp sanh. Chứ gì nữa? Không có nước làm sao mà có sự sống, phải không? Đó. Dở gì xanh nữa? Nõn xanh có không? Cái chứ mình chuẩn bị nói là nõn xanh á nha. À, chứ mình liếc liếc nhìn đồng hồ còn có 5 phút nữa hết giờ, mình phải nói cái gì ta là chưa xanh, đúng không? Là còn trong trứng trong nước chưa nói ra thì là nõn xanh. Quý thầy cô đang ở đây chứ trời ơi, nói thì nói hoài, bây giờ mình xe buýt nó chờ hay mình phải về sớm là nõn xanh, đúng không? Chưa bước ra được là nõn xanh, bước ra rồi là thai xanh, hóa xanh, thấp xanh, được chưa nè? Đó. Tất cả đều là bốn cái loài sanh đó chân á, trong một con người, chứ không phải chờ đẻ ra mới gọi là thai sanh đâu. Cái nhận thức chúng ta nó phải rõ ràng vậy nha.
chúng ta đang tồn tại là sanh diệt từng sát na. Thực sự là vậy, giây phút trước là mình, giây phút này không phải là mình nữa, giây phút sau cũng chẳng phải là mình bây giờ nữa. Nó thay đổi liên tục mà sao gọi là mình, đâu có cái nào là mình đâu. Vì vậy mà trong một con người có đủ bốn loại sanh, chúng sanh sanh bằng cái đó là mình nhận thức chúng sanh này. Nhưng khi mình nhận thức đó, nó lập tức sinh ra hai cái thái cực là có mình nhận thức và có chúng sanh nhận thức. Thế là có cái tướng ngã và tướng nhân, đồng ý không? Ngã và nhân, rõ ràng. Đó. Thì như vậy thì cái tướng ngã đó, trong cái tiếng Phạn á, nó là như vậy nè. Atman nè, là ngã nè. Nhân là Purusa nè. Chúng sanh đó, nó là Sattva nè. Và Jiva thì dịch là thọ mạng. Rất dễ hiểu lầm cái từ này. Tiếng Phạn á, nó là vậy á. Tiếng Phạn á, thì Atman là ngã nha. Purusa là nhân, Sattva là hữu tình, Sattva là chúng sanh, Jiva là gì? Là thọ mạng. Jiva nó là cái hồn mà bị ô nhiễm, còn cái Atman này á là cái linh hồn không ô nhiễm, linh hồn tinh túy chưa ô nhiễm. Còn cái Jiva này á, là linh hồn ô nhiễm bởi phiền não, bởi tham lam, sân hận, si mê. Mình tưởng tượng vậy cho dễ. Cái hồn mình á, giả sử như là nó có hình ngọn lửa, nó to bằng cái đốt ngón tay cái theo áo nghĩa thư á. Nó như đốm lửa vậy, rửa dễ sao ta? Vậy được không? Dễ sao ta? Lửa khó dễ quá. Đốm lửa bập bùng á ha, đó, vân vân. Thì nó tinh túy, nó không có ô nhiễm cái gì á, nó là cái phần mà gọi là thanh tịnh. Bỗng nhiên á, có cái phiền não bao phủ, che phủ xung quanh nó, nó làm cho ngọn lửa này ô nhiễm đi. Phiền não bao phủ xung quanh đó, nó làm cho cái ngọn lửa nó không còn thấy rõ lửa nữa. Không còn thấy cái phần hồn tinh túy nữa. Thí dụ như giờ chúng mình cho cái hồn nó là cái hạt nhân màu đỏ này đi nha. Còn có phiền não nhiễm ô nó bao xung quanh này nè, màu đen á nha. Thì cả cái khối linh hồn bị ô nhiễm này á, tiếng Phạn gọi là Jiva, 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 Jiva. Là mình dịch thọ mạng. Tại sao dịch thọ mạng? Bởi vì con người muốn sống là phải có nó. Còn không có nó là chết, là còn cái xác không hồn á, nghe không? Hễ có tồn tại là có Jiva, là cái linh hồn còn trong vòng tục lụy mà nó là A-lại gia thức, hiểu không nè? Rồi còn khi mà mình gạt hết phiền não rồi, còn cái tâm thanh tịnh hiện ra thì cái đó gọi là Như Lai Tạng, được chưa? Là cái phần tinh túy, nó gọi là Atman đó, nha. Đó là quan điểm của Bà La Môn á, hiểu không nè? Là có cái phần đó đó, nhưng Đức Phật phủ nhận cái đó, hiểu không nè? Cái quan niệm đó nó có, nhưng nó có ở cái dạng duyên hợp hết. Không có cái nào mà một cái linh hồn, một cái Atman vĩnh viễn bất diệt, tinh túy đến độ mà đập súng bắn hổng lũng, mà dao chặt hổng đứt làm đôi. Không có đó nha. Không có linh hồn đó. Tất cả mọi thứ từ cái linh hồn không ô nhiễm này đều duyên hợp hết, đều rỗng không hết, đều vô ngã hết. Nhớ chỗ đó đó nha. Cái linh, cái mà anh gọi là linh hồn á, anh gọi là tướng ngã đó, nó vẫn là vô ngã, nó vẫn là duyên hợp huyễn hóa rỗng không vô ngã. Đó là chân lý của Đức Phật dạy, hiểu không nè? Chứ Đức Phật không phủ nhận nó không có nha. Trong con người chúng ta nó vẫn có cái phần hồn đó, cái phần hồn thanh tịnh ẩn ở trong cái bất tịnh, phiền não nhiễm ô. Phiền não nhiễm ô bao phủ cái tâm thanh tịnh. Theo quan điểm bình thường á nha, đó là nhị nguyên đó, nhớ không? Phiền não không phải hồn, hồn không phải nhị nguyên. Thì người ta quan niệm như vậy đó, tại vì nó tựa tựa như vậy á. Người ta thấy rằng á, mình vẫn có cái phần tinh túy, tức là nhân chi sơ chánh bổn thiện á, cho dễ hiểu, giống như lời của Mạnh Tử vậy nha. Đó. Rồi, ngoài ra bây giờ già rồi, rớn lên rồi, bắt đầu có sạn rồi, lúc là tánh nó nhiễm ác, được không nè? Tuân Tử thì cho nhân chi sơ tánh bổn ác, Mạnh Tử thì cho là nhân chi sơ tính bổn thiện, được không? Thế là ác là do bên ngoài ô nhiễm vô, chứ bản chất mình là tinh túy. Người ta quan niệm vậy đó, hiểu không?
nhưng nó sai, được không nè? Đức Phật nói nó sai, không, đừng có thấy nó là đúng, gọi là không có tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, chú ý đó. Rồi khi mà mình đi luân hồi sanh tử á, thì cái phần tinh túy lẫn cái ô nhiễm nó đi luân hồi sanh tử luôn, cho nên gọi là thọ mạng, được chưa nè? À, gọi là tử tâm, gọi là kiết sanh thức, gọi là tái sanh thức, vân vân, gọi là a lại gia thức, vân vân. Thì cái thọ mạng này là a lại gia thức nè. Còn cái tinh túy này giống như tương đương với cái khái niệm gọi là Như Lai Tạng á, cho dễ hiểu, Phật tánh á nha. Nhưng mình chấp nhận có một Phật tánh tinh túy là Bà La Môn, chứ không phải là đạo Phật, là ngoại đạo, là kinh Kim Cang đang đập cái đó, đang chặt cái đó, dùng cái thanh kiếm trí tuệ chặt cái đó bể đi đó nha. Quan niệm đó sai. Nó đúng là như thế nào? Cái tinh túy nằm trong cái ô nhiễm á, không có nghĩa là cái này trong cái kia. Giống như gương á, thì bụi nó phủ, phải vậy. Cái tinh túy là cái rỗng không, cái vô ngã của tất cả sự vật hiện tượng. Cho nên khi người chứng đạo như người Huyền Giác ngài nói làm sao? Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân ha. Đó, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn, đúng không? Thực tánh vô minh tức Phật tánh, thân không hiển hóa tức Pháp thân, được chưa? Như vậy, Phật tánh là tánh của vô minh, ghê chưa? Tánh của tham, tánh của sân, tánh của si là Phật tánh. Có nghĩa rằng không có Phật tánh nào là một vật riêng, rồi cái vô minh là vật riêng, cái vô minh nó phủ với Phật tánh, giống như cái vỏ bọc cái hộp, phải. Mà trong cái vô minh đó, bản chất của vô minh là Phật tánh, mà hiện tượng là vô minh. Hiện tượng nó có hai, minh và vô minh, nhưng mà hiện tượng minh á là trí tuệ, thì bản chất của trí tuệ vẫn vô ngã, bản chất của si mê vẫn vô ngã, cái vô ngã đó chung cho tất cả mọi thứ. Hình dung được không? Giờ chúng sanh vô tình cũng vô ngã, chúng sanh hữu tình cũng vô ngã. Cái vô ngã đó gọi là pháp tánh, được không nè? Cái tánh vô ngã đó đó nha. Hình dung được tới đây chưa? Giờ hiểu, quan trọng là hiểu được cái đó. Đó. Thì như vậy mới gọi là có trí tuệ Bát Nhã, gọi là có thanh kiếm Kim Cang. Còn hiểu theo cái kiểu mà thần tú á, là tâm như cái đại, như cái gương sáng mà có bụi nó phủ vậy đó, là cái hiểu của Bà La Môn rồi đó, ngoại đạo á nha. Cho nên ai nói mình á tu gạt hết phiền não đi thì chân tâm tự hiện ra, có nghĩa là chân tâm với phiền não khác nhau à. Cái đó là chỗ này nè, là kinh Kim Cang đang phá đó nha. Là thọ giả tướng đó. Thọ giả tướng không phải mạng sống, không phải tuổi sống như là chúng ta giải thích vậy. Tại vì chúng mình coi lại cái bản tiếng Phạn á, là nó dùng cái chữ Jiva. Cái bản tiếng Phạn của Phật Quang Sơn có in ra đó nha, là chữ Jiva đăng quang. Mà Jiva có nghĩa là cái linh hồn bị ô nhiễm bởi những cái phiền não xung quanh, bởi ám độn khí gì đó, tamas gì đó nha. Đức thực, đức nghiệp. Thì đó là bốn cái tướng mà sai lầm của chúng sanh quan niệm. Thì bây giờ đó là tất cả các chúng sanh, hơi hết giờ rồi, tất cả các chúng sanh mà mình khái niệm hóa được đó, là bởi vì mình có cái tướng này nè, có cái chấp sai lầm về bốn cái quan niệm này nè. Bây giờ thí dụ như chấp sư là bên khất sĩ, thầy là bên Bắc Tông, vậy thì cái quan niệm, cái khái niệm đó gọi là tướng gì? Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Trong một mình sư là có đủ bốn tướng đó. Tức là một sự vật hiện tượng có đủ bốn tướng đó luôn. Theo quan điểm của mình á, thì mới thành một sự vật hiện tượng. Hiểu không ta? Chắc không hiểu hả? Cái này gọi là cái gì? Cái bản. Như vậy cái này có ngã, đúng không? Cái đó gọi là cái ngã đó nha. Là cái bản. Có cái tính chất là bản. Cái này á, mình gọi là nhân, thì ở đây gọi là vô tình chúng sanh nha. À, Purusa. Là vô nhân nha. Rồi cái này á là vô tình chúng sanh, cái này á là nó có tồn tại, nó có thọ mạng của nó, đúng không nè? Đó, nó có cái sự hiện hữu của nó để cho mình khái niệm hóa được nó là cái bản. Đó, như vậy tất cả mọi sự vật hiện tượng đều có bốn tướng này hết, chứ không phải là từng tướng riêng nha. Mọi sự vật hiện tượng, mọi con người trước mặt mình, thậm chí mọi tâm thức mình khởi lên, nó cũng có đủ bốn tướng đó nữa. Đó là cái vô minh của mình thấy đó. Bây giờ Bát Nhã là phá cái quan niệm đó đi. Thì phá như thế nào để đợt sau đi, chứ mình nói kỹ hơn, giờ hết giờ rồi nha. Mô Phật.